vang dội từng câu chữ như tái hiện toàn bộ quãng thời gian lịch sử đầy hào hùng của cả dân tộc trong nhiều giai đoạn. Ca khúc chính là sự ngợi ca tình yêu đối với Tổ quốc và khơi dậy lòng biết ơn đối với những vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Yếu tố quan trọng để trình bày thành công Hào Hùng Việt Nam chính là truyền tải được sự hào hùng, tự hào sâu sắc về Giang Sơn gấm vóc, hiệu triệu tinh thần yêu nước của mỗi con người Việt Nam. Mở rộng hơn, ý nghĩa của ca khúc còn là lời nhắc nhở con cháu, thế hệ cha ông có công xây dựng bờ cõi, thế hệ con cháu có trách nhiệm gìn giữ, cũng như phát triển đất nước. Muốn đất nước hùng mạnh phải dựa vào thế hệ nhân tài, tuổi trẻ, thông minh, tài giỏi và nhiều sức sáng tạo. Vâng, sau đây mời quý vị hãy đến với làn điệu Dạ ơi dân ca dân tộc Thổ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chối chí Nam ơi, âm nhạc mà công chiêng lội trống khai ở hồi, vui thêm xóm mở mình. Thank you.
cảm ơn cánh đàng và trinh nhớ quyền cho đất làng văn hóa hai đời năm mà vẫn giữ gìn cho dân.
Xin được cảm ơn tiết mục tập tính tập tang của tổ liên gia số 5.